Nếu như chỉnh ra là có thể thuê một anh bạn trai về nhà. Anh ta không những có thể giúp bạn giặt quần áo, dọn dẹp nhà cửa mà còn có thể làm bao cát cho bạn chút giận. Không bao giờ phải nhìn sắc mặt của bạn trai, cũng không lo chia tay. Kiểu người yêu này bạn chấp nhận được không? Chào mọi người, hôm nay chúng ta cùng xem bộ phim Bỏ tiền mua anh người yêu. Theo sự phát triển của xã hội, việc kết bạn cũng thay đổi rất nhiều. Đàn ông đẹp trai giàu có ngày càng thiếu, ít như động vật quý hiếm vậy. Rất nhiều người trước khi thành công đã bị các cô gái cướp đi mất. Những thanh niên giàu có ưu tú ngày càng ít, việc tìm người yêu đối với các cô gái như một bài thi vậy. Nữ chính T là lễ tân của một tập đoàn đa quốc gia. Công việc vất vả, thu nhập lại thấp nhưng cô vẫn lựa chọn ở lại, thực ra là đã có tính toán cả. T ước mơ được gả cho một người đàn ông giàu có, từ đó trở thành phượng hoàng, làm bà chủ. Những người ra vào tập đoàn đa quốc gia này đều là anh tài hiếm gặp. So với những nơi khác, ở đây càng dễ dàng câu được một anh chồng như ý hơn. Vì để thực hiện mục tiêu này, mỗi ngày cô đều trang điểm xinh đẹp, tươi cười với khách ra vào. Trừ T ra, quầy lễ tân còn có hai cô gái khác, tất nhiên là cả ba đều có cùng mục tiêu. Tập đoàn này đã thay rất nhiều đội lễ tân khác nhau. Rất nhiều người trước kia vì làm việc tốt mà được nhận vào tập đoàn, sau đó quen được một anh chồng giàu có. Việc này tạo động lực cho những cô gái mới đến, để bọn họ thực hiện mục tiêu. Theo như kinh nghiệm, T mỗi ngày đều ngụy trang thành một con mèo hiền lành, đáng yêu. Nhờ sự cố gắng không ngừng đó, cuối cùng cô cũng tóm được một anh chàng ưu tú, Sun Pay. Sun Pay làm việc ở phòng kế hoạch, thu nhập hàng năm 10 con số. T đã qua lại với anh ta một thời gian nhưng tình cảm vẫn rất nhạt nhòa. Sun Pay công việc bận rộn, T cũng quen với việc bị cho leo cây. Tuy trong lòng có chút thất vọng và khó chịu nhưng vì ước mơ, chỉ có thể tiếp tục giả là mèo con tiếp tục ở bên bạn trai. Một hôm, khi cô đi qua một cửa hàng tiện lợi thì gặp được tiền bối Jayka. Jayka trước kia cũng là lễ tân của tập đoàn, sau đó nghe nói được gả cho một đại thiếu gia, cuộc sống vô cùng hạnh phúc. Nhưng bây giờ sao lại phải đến làm việc ở cửa hàng tiện lợi? T vô cùng khó hiểu hỏi chuyện Jayka, Jayka cũng buồn bã nói ra nỗi khổ của mình. Sau khi được gả cho đại thiếu gia thì cô sinh được một đứa con, nhưng vì áp lực của nhà giàu và đứa con khiến cuộc sống vô cùng khổ sở. Cô thực sự không thể tiếp tục giả vờ đáng yêu, hiền lành, bản chất bắt đầu lộ ra. Trong một lần tranh cãi với chồng, cô buột miệng mắng chửi, vì thế nên bị chồng đề nghị ly hôn. Cô cũng từ đó trở thành một bà mẹ đơn thân, đến cửa hàng tiện lợi làm cửa hàng trưởng. Có điều cô không hề hối hận vì quyết định của mình, bây giờ không phải sống dựa vào sắc mặt của người khác, mỗi ngày đều rất tự do vui vẻ. Hơn nữa Jayka còn mua một anh bạn trai trên mạng, bây giờ không có thời gian yêu đương, thà đi mua bạn trai hơn. Đó là những thanh niên trẻ tuổi không may bị phá sản, vì trả nợ nên bọn họ phải nghe theo sắp xếp của công ty. Càng đẹp trai thì giá cả lại càng đắt, thậm chí còn có thể trả theo tuần, chỉ cần bỏ ra tầm 10 triệu là có ngay một anh bạn trai rồi. Bạn có bảo anh ta làm bất cứ chuyện gì, kể cả đánh mắng, vì sợ bị đánh giá kém nên bọn họ đều rất nghe lời. Trong mỗi quan hệ này, bên nữ giữ vị trí chủ động tuyệt đối, bên nam không được tỏ ra bất mãn. T nghe xong thì cảm thấy rất bất ngờ, vì tránh bản thân bị lay động, cô tạm biệt Jayka rồi rời đi. Hôm sau, trên đường T đi làm thì đột nhiên gặp bạn trai đang đi cùng một cô gái khác. T thấy thì ngẩn người, không ngờ anh ta lại bắt cá hai tay. Sunpay thấy T thì giới thiệu với bạn nữ bên cạnh, T là lễ tân của công ty. T vô cùng đau lòng, yêu đương lâu như vậy mà đến một danh phận cũng không có. Cô buồn bã một mình để công ty chút giận. Trùng hợp Jayka đang cho con trai chơi ở đây, sau khi nghe việc, cô khuyên T mua bạn trai trên mạng. Tất cả sự không may và bất mãn đều chút hết lên anh ta, như vậy sẽ thoải mái hơn nhiều. T có chút do dự, cô không muốn cứ như vậy từ bỏ ước mơ của mình. Buổi tối, Sunpay gửi tin nhắn đến nói cô gái buổi sáng là em họ của anh ta. T đọc xong thì vô cùng vui vẻ, cho rằng mình trách nhầm bạn trai, quyết định từ bỏ suy nghĩ mua người yêu. Vài hôm sau, T tiếp tục gặp Sunpay trên đường, lần này lại là một cô gái khác. Sunpay có chút ngại ngùng, T nghĩ chẳng lẽ lại là một cô em gái nữa. Quả nhiên đến tối Sunpay lại nhắn tin đến nói cô gái hồi sáng là em họ của anh ta. Nhưng có lẽ chỉ có đứa ngốc mới đi tin mấy lời này. Rốt cuộc anh ta có bao nhiêu cô em họ, chị họ, em gái mưa, em gái nắng. T uống rượu giải sầu nhưng lại uống hơi nhiều, mở máy tính ra lướt xem trang bán người yêu. Không biết là do trượt hay do rượu, cô bấm mua một người. Hôm sau khi T tỉnh táo lại thì người yêu đã được gửi đến tận nhà. T ngẩn người bắt đầu bóc hàng. Một thanh niên trẻ tuổi đẹp trai xuất hiện trước mặt cô. Cậu tên Jun, sau này sẽ là bạn trai dự phòng của T. T không biết làm thế nào để sống cùng cậu ta, chỉ có thể gọi bà chị Jayka đến xin kinh nghiệm. Jayka chỉ nói đừng xem cậu ta là người là được rồi. Dưới sự dạy dỗ của Jayka, T bộ lộ bản chất của mình, lúc nào cũng cáu gắt với Jun. Jun không dám phản kháng, chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo. T chút được dần áp lực và sự uất ức trong lòng ra, tâm trạng cũng dần dần tốt hơn. Lúc này, Sunpay vẫn tiếp tục qua lại với các em gái của mình. Anh ta đối với bối cảnh của các cô gái dường như chẳng có yêu cầu gì, chỉ cần vẻ ngoài, tính tình tốt thì đều chấp nhận. Có người biết được sự tồn tại của T thì đến tận nơi khiêu khích, ép cô nhường địa vị chính thức. T vô cùng đau đầu với việc này, không biết nên khóc hay nên cười. Một hôm khi T đưa Jun ra ngoài dạo phố thì đúng lúc gặp Sunpay. Sunpay không ngờ rằng một người ngoan ngoãn hiểu chuyện như T lại cũng dám lén lút sau lưng mình. Sunpay không thể chấp nhận được việc bị phản bội, tức giận quay người rời đi. Vì giúp T giải quyết việc này, Jun đến tìm Sunpay giải thích mình và T chỉ là bạn bè bình thường. Nhưng Sunpay căn bản không tin chuyện giữa nam và nữ có tồn tại tình bạn đơn thuần.
Jun hỏi, tại sao anh có thể công khai ngoại tình còn T lại không được? Sunpei trả lời, đàn ông ngoại tình chỉ là bề ngoài, còn phụ nữ ngoại tình lại là vấn đề tình cảm. Jun ngốc nghếch lại bị anh ta thuyết phục, cảm thấy chuyện này cũng có lý. Thấy dáng vẻ T không vui, Jun quyết định một lần nữa giúp cô giải quyết chuyện này. Anh cố ý mặc đồ nữ để Sunpei xem, thể hiện mình không có hứng thú với phụ nữ. Sunpei cho là thật thì nhanh chóng xin lỗi, quay lại với T. Jun cuối cùng cũng đại công cáo thành. T vô cùng cảm kích, về sau không còn cáu gắt với anh nữa, hai người trở thành bạn bè. Ở bên Jun, T cảm thấy vô cùng thoải mái, có thể là chính bản thân, lúc nào cũng cười rất vui vẻ. Có lúc cô còn tưởng tượng nếu như Jun là một người đàn ông giàu có thì tốt biết bao. T vừa ở bên cạnh Jun lại vừa giả vờ ngoan ngoãn yêu Sunpei, việc này làm cô vô cùng mâu thuẫn. Dây cảm ra rồi cầu hôn cô. Theo như kịch bản bình thường thì T sẽ từ chối sau đó quay về vòng tay của Jun. Nhưng biên kịch không thích thế. T không do dự mà đồng ý lời cầu hôn, Jun vô cùng đau lòng. Anh biết nhiệm vụ của mình đã sắp kết thúc, buổi tối đến tìm T để giải quyết hợp đồng. T có chút không nỡ nhưng cuối cùng vẫn đồng ý, hai người ai đi đường nấy. Một năm sau, T đã thuận lợi kết hôn, mang thai, trở thành mà bà chủ của một gia đình giàu có. Cũng giống như JK, áp lực cuộc sống sau kết hôn làm T vô cùng mệt mỏi. Chồng cả ngày bận rộn tăng ca, tính tình cô ngày càng nóng nảy hơn, có sắp không ngụy trang nổi nữa. JK bảo cô hay là mua thêm một anh người yêu, như vậy có thể giúp cô làm việc nhà, giảm bớt áp lực. JK mở máy ra chọn, không ngờ Jun vẫn là người được chọn. Tên này rốt cuộc là có bao nhiêu nợ đây? T đặt hàng xong, Jun nhanh chóng được đóng gói gửi đến nhà. Từ đó T, Sunpei và Jun bắt đầu cuộc sống vui vẻ nhưng phức tạp. Bộ phim kết thúc. Đây là một bộ phim hài tình yêu Nhật Bản bỏ tiền mua anh người yêu có kịch bản khá đặc biệt. Trong áp lực cuộc sống hiện đại, tình yêu đơn thuần trở thành một thứ quá xa xỉ. Vợ chồng nghèo làm gì cũng khổ nhưng hôn nhân mà không có tình cảm còn bí bách hơn nhiều. Tình yêu và bánh bao nếu như chỉ được chọn một, bạn sẽ chọn cái gì?